Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay Lực Tàng sẽ cập nhật những thông tin nóng hốt về tình hình những cái tin tức nóng bỏng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành rất là mạnh nha cả nhà. Thì sự việc nóng hổi nhất và đang bức xúc gây dư luận nhất đến hiện tại bây giờ là cái sự việc ở các Bách Hóa Xanh đồn giá lên để hòng gọi như là trục lợi, lợi dụng vào cái sức nóng và cái sự thiếu hụt về thực phẩm rau củ quả, các vấn đề thiết yếu về lương thực thực phẩm. Thì trong những cái Bách Hóa Xanh hiện tại bây giờ đã có những cái dấu hiệu sàng lọc và đôn những cái giá lên một cách bất chấp để làm gọi như là trục lợi cho bản thân và cái cơ sở doanh nghiệp của mình. Mọi người cũng có thể thấy là Bách Hóa Xanh là cái nơi gọi như là rất là lớn và trải dài khắp cái khu vực miền Nam, rất là nhiều những cái Bách Hóa Xanh. Và trong hình dịch bệnh hiện tại bây giờ thì những cái khu chợ đầu mối, khu chợ bình dân, những cái khu chợ bình thường của chúng ta thì đã bị đóng cửa. Cho nên là Bách Hóa Xanh là hiện tại bây giờ là có 102 trên cái thị trường là bán hàng bán hóa để cung cấp nhu cầu thiết yếu cho người dân. Cho nên là họ gọi như là giống như thế là số 1 hiện tại bây giờ đó. Nhưng mà trong tình hình dịch bệnh thì lại không giúp đỡ dân chúng được một cái gì, mà lại đứng lên để lợi dụng trong cái tình hình dịch bệnh này để gọi như là đôn giá sản phẩm lên. Đầu tiên là những cái vấn đề về rau củ quả rồi đến lương thực thực phẩm, bất cứ một cái gì nằm trong Bách Hóa là đã có dấu hiệu tăng giá lên nha mọi người. Thì hiện tại đã có những cái lời gọi như là xác nhận từ phía của giám đốc cái công ty Bách Hóa Xanh hay cái gì đó, thì đã đứng lên đã nói rằng là chấp nhận đã có cái hiện tượng gọi như là đôn giá, thúc giá lên trên cao để bán cho người dân. Thì mọi người cũng có thể thấy là trong tình hình mà như vậy thì họ có phải rằng là họ đang lợi dụng cơ hội không? Cái câu chuyện này thì chúng ta nói cũng giống y như thế là cái câu chuyện mà trong cái chuyện cổ tích ấy, giống y như câu chuyện của Thạch Sùng đó mọi người. Mọi người cũng có thể thấy rằng là lợi dụng trong cái lúc bão lụt thì Thạch Sùng mua gạo, mua đồ này kia về, bắt đầu là trữ trong cái hang đá ở trên cao. Thì đến khi người dân không có gạo, không có này, không có kia thì Thạch Sùng bắt đầu là đem ra bán với cái giá cắt cổ để làm giàu một cách bất chính. Mọi người cũng đến hiện tại bây giờ rằng là Bách Hóa Xanh cũng như là những cái công ty và những cái nơi mà đang lợi dụng vào dịch bệnh để đôn giá thì không khác gì cái trường hợp của Thạch Sùng này cả. Đấy. Tình cảm giữa con người với con người bây giờ bị che lấp, bị vùi lấp rồi mọi người ạ. Không còn gọi như là tình người ở trong đây nữa rồi. Họ lợi dụng vào cái câu chuyện này để họ trục lợi bất chính. Nghe đâu cái Bách Hóa Xanh này á, trước đó là trong năm 2020 á, là có những cái thông tin nói rằng là làm là thua lỗ. Đấy, và trong năm 2021 này thì cố gắng làm để hồi vốn. Cho nên là đến hiện tại bây giờ là trong tình hình dịch bệnh này có khi là họ có lời luôn. Họ có lời luôn đó mọi người. Bán có 300-400 tấn so với lại những cái khi mà trước dịch bệnh thì đến hiện tại bây giờ là 3-4 ngàn tấn. Thì mọi người cũng có thể thấy rằng là cái số lượng tiêu thụ nó rất là cao, nó rất là nhiều. Nên là cái vấn đề mà giá thành tăng lên nó chỉ cần mỗi thứ 100 đồng thôi là cái số lượng là nó đã nhân lên bao nhiêu. Và họ sẽ kiếm được rất là nhiều tiền về cái vấn đề này. Ngày hôm qua quản lý thị trường, mấy ngày nay là tập trung vào cái câu chuyện về Bách Hóa Xanh để xem coi thực hư cái câu chuyện giá cả nó như thế nào. Có đúng như cái lời đồn mà trên mạng xã hội và những cái thước phim mà người ta đi mua ở trong Bách Hóa Xanh mà đã có cái dấu hiệu đồn giá lên hay không. Thì họ đứng lên họ cãi chày cãi cối, họ nói cái lọ, họ nói cái chai, họ nói đủ thứ về cái vấn đề để họ liếm lấp đi cái vấn đề mà họ đồn giá này kia. Nhưng thực chất ra thì quá rõ ràng là mọi người ạ, không thể nào mà liếm lấp được nữa đâu. Bây giờ tất cả mọi chuyện nó đã lộ ra quá rõ ràng. Một cái bưu phẩm mà đi mua mà bây giờ là có 18 trứng mà nó ghi trong đó là 30 trứng. Cái thứ nhất là gian xảo về cái số lượng. Cái thứ hai nữa là giá ở trên cái mặt hàng, ở trên cái sạp á, thì ghi một đường, mà khi ra tính tiền ngoài quầy á, thì là một nẻo. Hai bưu hai giá như vậy thì mọi người có thể thấy rằng là đây là một cái câu chuyện rõ ràng nó quá chi là ba trợn rồi. Làm cái kiểu này thì làm sao mà dân có thể nào mà sướng được trong mùa dịch này mọi người. Đúng lý ra trong cái mùa dịch này á, thì họ phải có cái dấu hiệu gọi như là giảm giá, hoặc là bán bằng giá đi cũng được, cũng cần phải giảm giá. Nhưng đây họ lại đôn giá lên. Họ nói rằng là do đường xá, rồi do nhân công, nhân lực, do này, do kia. Do cái gì? Ở trong tình hình dịch bệnh này á, nhà nước cũng đã có chủ trương để ưu đãi cho những cái doanh nghiệp, cho những cái tổ chức đã gọi như là buôn bán trong hiện tại bây giờ rồi. Giá cũng xăng dầu rồi đường xá này kia, nhân công này kia.
Bây giờ trong tình hình dịch bệnh, tất cả mọi người đều cũng phải chung tay, chứ đâu có phải riêng gì một mình doanh nghiệp, một mình cá nhân của mấy anh, mấy chị bị thiệt hại nặng nề như vậy đâu. Ấy, hay là muốn lợi dụng dịch bệnh này để gọi như là không bị nợ nần, ấy, không bị làm ăn thua lỗ. Đó, nói đến đây thì tất cả mọi người cũng cảm thấy bức xúc với mọi người. Không có ai mà có cái chuyện đó đâu. Họ bây giờ họ lên họ lấp liếm, họ nói này nói kia, nhưng mà thực chất ra là lợi dụng. Con người sống vì tiền, không có tình cảm gì trong đây cả. Đó, tất cả mọi người đang có dấu hiệu tẩy chay những cái bách hóa xanh mà người ta kêu bằng thạch sùng xanh, rồi gọi như là cái gì, nói chung là những cái câu mà người ta đặt cho là nó rất là xấu chứ không có đẹp. Phải có dấu hiệu, có lửa mới có khói, đúng không cả nhà? Hiện tại bây giờ đi ra mua một cái món hàng gì đó thì họ đôn giá lên như vậy, khác so với cái giá bình thường trước đây. Và họ còn lên họ nói là trong tình hình dịch bệnh ai cũng nói là thương dân lắm, thương người bà con lắm, thương này kia lắm, nhưng cuối cùng thì tiền vẫn cứ lấy, vẫn cứ chặt chém đều đều, vẫn chặt chém bình thường. Như vậy là đã có cái dấu hiệu về cái vấn đề gọi lợi dụng vào dịch bệnh Covid-19, như vậy là có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật nha cả nhà. Nếu như quản lý thị trường vào mà ta phát hiện ra thì chắc cú là những cái vấn đề đó sẽ được xử lý nghiêm minh, và lòng dân sẽ luôn luôn gọi như là ủng hộ cho pháp luật xử lý những cái trường hợp như vậy. Đó. Tất cả người dân trong cả nước hiện tại bây giờ nhu cầu thực phẩm thiết yếu là nó cũng không thiếu đáng kể, chỉ có thành phần về rau rác, rau củ quả thì ở một số khu vực là nó có thiếu thôi, nhưng mà cũng được sự hỗ trợ của rất là nhiều người dân, người ta kéo về khắp nơi trên toàn quốc. Đó, người ta cũng đã giúp đỡ trong tình hình ở miền Nam. Mọi người cũng có thể thấy rằng là không thiếu đến cái mức độ mà như tất cả chúng ta nhìn thấy ở cái đoạn clip hay là này kia ở trên mạng xã hội đâu. Đó cũng chỉ là sự dàn dựng thôi chứ không phải là này kia. Đó. Chúng ta hãy cố gắng chịu được đi. Không có bao lâu nữa đâu, chắc cú tình hình dịch bệnh ở trong miền Nam sẽ được dập dịch một cách nhanh chóng. Khi chúng ta cứ cố gắng, mỗi người có một ý thức chung tay thật cao thì chắc cú là dịch bệnh sẽ qua đi. Và cái vấn đề mà thiếu hụt đó thì chúng ta chỉ chịu đựng trong vòng một thời gian ngắn. Đấy, không ăn cái này thì chúng ta ăn cái khác đi, để tạm thời như vậy đi, chứ đừng có vì cái này cái kia rồi cứ cảm thấy rồi lo sợ rồi người này mua với số lượng rất là nhiều, rất là nhiều thì cuối cùng những người khác lại không có. Và hiện tại bây giờ những ai mà dùng cái số lượng rất là nhiều để trữ ở trong nhà như thế là thạch sùng á, thì chắc khả năng là đã vi phạm pháp luật và đã có cái nghị định và xử phạt cao lên đến cái mức độ gọi như là 15 năm tù nha mọi người, chứ không phải đơn giản về cái gọi như là tích trữ đầu cơ đó, đầu 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 vô đầu ra đó mọi người. Cho nên là chúng ta hết sức bình tĩnh, không có vấn đề gì cả. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy, cuối cùng là phục vụ để cho cái vấn đề của những cái thành phần mà người ta trục lợi, người ta sẽ hưởng lợi, vậy như là bất chính một cách rất là cao. À, lợi dụng vào trong cơ hội này mà đi đến Bách Hóa Xanh, bây giờ chỉ có mình Bách Hóa Xanh được bán thôi. Thì mà nó đôn giá thì còn gì mà nói nữa mọi người, lợi nhuận quá cao, thực sự luôn. À, trong thời gian ngắn nữa thì đến khi mà Bách Hóa Xanh hiện tại bây giờ đang làm như vậy, mà khi mà đã lộ ra nguyên hình rồi, thì đến cái khi mà các khu chợ gọi như là bình thường, bình dân, những cái khu chợ bình thường người ta mở lại thì chắc cú Bách Hóa Xanh không ai mà đặt chân đến đó là mua và bị tẩy chay một cách gọi như là mạnh luôn nha cả nhà. Đó, thì ngày hôm nay Lực Tàn đang rất bức xúc về cái câu chuyện giá cả ở trong Bách Hóa Xanh để gửi cho tất cả mọi người. Có rất là nhiều những cái thông tin đưa lên trên mạng xã hội thì chúng ta cũng cảm thấy rất là bức xúc, cũng rất mong cho những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức, những cái siêu thị này kia hiện tại giờ trong mùa dịch cố gắng cung cấp đủ cái nhu cầu thiết yếu về thực phẩm, vật tư cũng như là rau củ quả để giúp cho người dân. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là không nên vì dịch bệnh Covid-19 mà gọi như là lợi dụng vào cơ hội này để gọi như là trục lợi bất chính và làm mất đi cái niềm tin tưởng của người tiêu dùng đối với cái cửa hàng của mình. Lực Tàng sẽ có những cái thông tin mới hay hơn, những tin tức nóng hơn để gửi tới tất cả mọi người. Cũng rất mong tất cả mọi người ủng hộ bằng cách nhấn vào nút đăng ký cũng như ấn vào cái quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.